Giờ tháo cá đầu tiên, có cái men này, đầu cứng này, nguồn thì thôi không lấy. Rồi, chào các bạn, hôm nay giờ đi vô cái bữa ve chai, sưu tầm được mấy cái thùng CPU nè. Giờ mình tháo mấy cái bo mạch ra, lấy linh kiện thôi các bạn. Đó, mớ CPU trong này nữa các bạn. Nãy giờ mình moi trong này mình ráng lấy được cái men và ổ cứng. Không biết sống hay chết mình cứ lấy ra. Đó, trong hốc rồi các bạn, mở tháo nó lấy ra. Đó. Nãy giờ moi được chắc gần chục cái men với ổ cứng rồi các bạn. Đem về rồi mình sẽ test cho các bạn xem nha. Cái khay này là nguồn Vision nha các bạn, G41 này, 4 khe ram này, còn ổ cứng luôn. Khay này chắc mình sẽ lấy luôn bộ nguồn quá. Thôi tốt nhất là cứ tháo hết linh kiện ra. Giờ mình gỡ được hết ra rồi nè. Giờ mình kiểm kê lại các bạn, một cái ổ cứng, hai cái ổ cứng, ba cái ổ cứng, bốn cái ổ cứng các bạn, một cái men, hai cái men, ba cái men, bốn cái men, năm men, sáu cái men các bạn, sáu cái men cộng 5 cái ổ cứng đấy, một cái lò súp đây, một cái lò súp đây các bạn, lò súp còn mới luôn, một cái lò súp rồi mấy cái ổ cắm bóng đèn, chặn phê này, cái chặn phê rồi cái đầu này, cái này là của nhà mạng, không biết là có sử dụng được hay không. Thôi mình bỏ lại cái này để mình về mình nghiên cứu sau, nếu mà xài được thì mình xuống mình lấy, mình tìm hiểu trên mạng ấy các bạn à, của VNPT AGW 200. Mình quay lại nhớ về để mình lên mạng mình xem. Rồi mình để góc nào đó. Rồi đầu đây là đầu ghi các bạn, đầu ghi chắc cũng không dùng đâu, ở nhà cũng có một cái mà thôi lấy làm cái gì, tôi bỏ lại. Mình chỉ lấy cái men với mấy cái ram, chứ còn nguồn mình bỏ lại hết các bạn, nguồn rẻ lắm, nguồn không lấy, nguồn bỏ lại hết. Đấy. Rồi giờ kiếm cái bao ra bỏ vô ra tính tiền. Chị tính tiếng hả? Tính tiếng cho mình. Thì nó cũng hư hết rồi. Ram cũ. Reset hết rồi. Reset hết rồi. Có được mấy cái đây nè. Máy đây nhưng mà dòng nó còn cũ á. Rồi các bạn đem mấy cái đồ về tới nhà rồi. Bây giờ mới tính tiền thì hơi bị mắc. Tính ra là mắc các bạn. 350. Tính luôn cái lo này là hết luôn tất cả mấy cái đồ linh kiện mình đem vô trong nhà rồi là 400.000 mắc, nhưng mà bây giờ là mình chưa có đưa tiền, mình nói thôi về cái nào mà sử dụng được thì mình lấy, còn cái nào không sử dụng được thì mình đem mình trả lại, thì họ cũng đồng ý. Bây giờ mình sẽ test cái nào còn sử dụng được thì mình lấy mình trả tiền. Đó. Còn cái nào mà không sử dụng được thì mình đem mình trả lại, tại vì cái bữa ve chai mình cũng quen. Ở đây thì thực ra mấy cái CPU này á, đã lấy hết RAM rồi các bạn. Bây giờ là được hay không là mình sưu tầm mấy con chip ở trong mấy cái men này thôi, chứ men này thực ra mình nghĩ chắc cũng hư hết rồi. Rồi mình kiểm tra mấy cái ổ cứng này, nếu mà còn tốt thì mình lấy ổ cứng. Rồi những cái men nào mà nó hư rồi mình đem trả lại thì họ không lấy tiền. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra hết mấy cái men này. Cái nào xài được thì mình xài, còn cái nào không xài được thì mình sẽ lấy mấy thanh ram và mấy con chip các bạn. Rồi các bạn còn theo dõi mình nha. Rồi đây các bạn, mình đã tháo hết các cái quạt của mấy cái men này ra. Mình tháo rơi đã hết rồi các bạn. Và mình vệ sinh sơ sơ rồi, mình lấy cọ, mình vệ sinh xịt bụi rồi. Nói chung là tương đối sạch, để bây giờ mình có thể mình kiểm tra. Cái đây là mấy cái thanh ram mà lúc nãy mình tháo được trên các cái men á. Nói chung là có men có và có men không. Thì bây giờ mình muốn test mấy cái men này thì mình sẽ test bằng cách là sử dụng một cái nguồn, mình cấp nguồn cho men và gắn thanh ram vào và gắn một cái còi để mình chuẩn đoán cái tiếng kêu các bạn, và mình cắm màn hình xem thử nó có lên hình hay không thôi, chứ mình cũng không có cái card test để mình có thể kiểm tra các cái men này. Rồi mình chỉ làm phương pháp kiểm tra đơn giản như vậy thôi. Còn nếu mà cái men nào mà nó không lên á thì mình tiến hành là mình lấy con chip. Nếu mà chip cao cao á, thì mình lấy, còn chip thấp thì mình không lấy. Lúc đó mình sẽ trả cái men lại cho chủ vựa. Lúc nãy mình tháo ra thì mình thấy có cũng nhiều con các bạn, nhiều chip lắm. E7005 nè, hai con E7005, một con 6006, một con 2002, một con Celeron, và một con này thì không có chip đó. Rồi bây giờ các bạn xem mình test 6 cái men này nha. Rồi bây giờ mình sẽ test từng cái một. Đây là mấy cái thanh ram lúc nãy mình tháo ra các bạn. Nói chung là mình nghĩ chắc ram nó không hư đâu. D1, D2, D3 có các bạn. Có một thanh D3 nè, 2GB, một thanh D2, 2GB và D2, 1GB và 512. Mình xin lỗi, không có ram D1 trong này. Mình sẽ cắm nguồn này các bạn. Test men thì mình test bằng cách mình gắn cái nguồn nè, gắn nguồn trên men. Rồi gắn cái nguồn đây nữa. Mình dùng một cái quạt để mình cắm vô cái quạt CPU á, mình xem thử nó có chạy hay không. Rồi cái quạt thì mình để tạm đây để mình nhìn thôi. Rồi mình cần một thanh ram. Men này là ram D2. D2 phải không ta? Rồi men này là ram D2 các bạn. Mình gắn một thanh ram D2. Rồi mình sẽ dùng một cái còi này, còi báo nè các bạn. Còi này mình gắn lên cái men. Đây nó có cái chỗ gắn còi men nè. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái sợi dây Vega nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động cái cục bộ nguồn này các bạn. Khởi động bộ nguồn đây. Đó, mình bật công tắc thì cái đèn ở trên men nó đã sáng rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy nè. Đó. Mình cần phải kích cái nút nguồn ở đây. Nút nguồn ở đây các bạn. Nó có ký hiệu đây. Ồ, cái quạt mình chạy nhưng mà cái men mình không có phát ra một cái tiếng kêu gì hết các bạn. Nó không có một cái tiếng kêu, cũng mình nhìn Vega thì cũng không có hình các bạn. Vega cũng không có hình, cũng không có tiếng kêu. Để mình tắt thử các bạn. Mình tháo thử thanh ram ra nha các bạn. Xem thử là cái men nó có đòi ram hay không. Cũng không có đồng tĩnh gì hết. Thôi, mình chỉ test nhanh thôi các bạn. Test nhanh qua 6 cái men cho các bạn xem thôi. Còn những cái men nào mà nó hư như thế nào nặng thì mình có sửa được hay không thì cái đó tính sau đi. Giờ mình thử cái đây đi. Cái đây là 7.500 mà xài RAM 3. RAM 3 hả? RAM 3, lúc nãy mình cũng có một cái thanh RAM 3 như cái đây. Rồi mình cũng gắn cái quạt luôn cho dễ nhận biết cái men nó có lên hay không. Mình gắn cái quạt và mình gắn thêm cái còi các bạn. Cái còi báo động. Ở đây các bạn, cái còi đây. Rồi. Để mình tìm cái chân kích. Chân kích đây các bạn. Rồi men này đã lên. Men này nó phát ra tiếng kêu tít là nó đã lên rồi các bạn. Cái màn hình nó đã lên rồi. Màn hình nó đang cần boot đó các bạn. Men này là cho tạm ổn đi. Men này là RAM 3 G41 bớt 1.300. Rồi bây giờ mình test tiếp các cái men khác. Bây giờ mình test cái men 4K RAM này các bạn. 4K RAM. Cái men này là 4K RAM nhưng mà mình có thể sử dụng RAM 2 hoặc RAM 3. Đây các bạn, nó ghi trên men này. RAM 2 hoặc RAM 3. Nếu mà RAM 2 thì bớt 800 mà RAM 3 thì bớt 1.300. Rồi mình gắn thử một cây mình test các bạn. Gắn cái quạt luôn đi. Những cái quạt. Rồi vẫn gắn cái còi speaker đây các bạn. Rồi mình bật công tắc này. Mình kích nguồn luôn, kích nguồn. Men này cũng lên các bạn. Men này lên quạt chạy nhưng mà không có tiếng kêu gì hết. Hình cũng không có các bạn. Rồi mình tắt đi, mình tháo cái RAM thử xem. Không có hiện tượng gì hết các bạn. Quạt thì vẫn còn chạy nhưng mà men thì không có lên, hình cũng không có lên tiếng kêu gì hết. Rồi mình tắt các bạn, tạm thời để bỏ qua một bên. Như vậy là hai cái có nguồn nhưng mà không lên, một cái lên. Rồi mình test tiếp cái đây các bạn. Bên đây là Celeron D. Men này chắc cũng cũ lắm rồi. Celeron D chắc cũ lắm rồi các bạn. Mình cũng cấp nguồn cho nó, gắn cho nó cái còi. Đây có cái còi, men này có còi rồi các bạn. Gắn cho nó thành RAM đi. Cho nó cái quạt. Mình gắn sợi dây ra nữa. Rồi mình bật nguồn các bạn. Giờ mình sẽ kích nguồn nha. Rồi đây chân kích đây. Quạt chạy rồi các bạn. Quạt chạy mà không lên hình, cũng không có tiếng kêu. Mình lấy thanh ram ra thử nha. Rồi thôi, mình test vậy thôi các bạn. Nó không lên thì thôi. Đồ ve chai mà mình test chi kỹ. Thực ra là men thì chắc người ta cũng sửa rồi, hư rồi người ta mới bỏ. May ra thì được một cái hai cái thôi các bạn. Nãy giờ mình test 4 cái mà lên một cái là ngon rồi. 6 cái nhưng mà thực ra mình chỉ test 4 cái thôi các bạn. Tại vì hai cái men này á, cái men H61 này á, không có chip mà nó reset. Đây là do nước các bạn, nước này reset. Thì cái men này là mục đích mình mua, mình lấy về để mình lấy con BIOS này. Rồi cái men này thì quá cũ, xài con E2160. Con này từ đời 2007, 2008 các bạn. Men này D945. Đây mình 207, 208 đúng không ta? Đúng rồi, 208 này. Đây 208. Rồi như vậy thì qua mấy lần test trong 6 cái men thì hai cái mình không test, ba cái thì quạt có quay và siêu có quay, nhưng mà không lên hình cũng có động tĩnh gì hết. Còn một cái thì nó lên được, thì mình nghĩ chắc một cái đó là có khả năng nhất thôi. Còn những cái men mà nó không lên thì mình chắc muốn đem trả lại các bạn. Lấy được cái linh kiện nào thì mình lấy thôi. Thì lấy mấy cái thanh ram này các bạn, lấy được mấy thanh ram này sưu tầm với mấy cái trắng men, và mấy cái quạt CPU các bạn. Nói chung quạt còn tốt á. Quạt đây giờ cái dòng này thì nó khác với cái quạt kia đó. Sưu tầm được mấy cái quạt và mấy con chip các bạn. Chip đây là E7500, có 2 đua đó, mình sưu tầm mấy con chip. Rồi như vậy thì cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn anh em trong những video test tiếp theo. Mình sẽ test ổ cứng và cái loa sub.